Hướng dẫn cách tham gia trò chơi hội của bạn hoàn thành cách nhanh nhất sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go! Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Trò chơi hội của chúng ta đã bắt đầu cho tháng 9 rồi, và thường thường thì trò chơi hội cũng sẽ bắt đầu từ ngày 22 đến ngày 28 hàng tháng. Và khi mà thông tin trò chơi hội bắt đầu thì nó sẽ có ở trong tab sự kiện của các bạn. Khi mà ngày chơi bắt đầu thì nó sẽ có cái xe này và thanh niên này ở đây xuất hiện để chúng ta cùng làm trò chơi hội. Và trong cái khung của trò chơi hội thì các bạn sẽ thấy những cái viền mà nó đậm hơn, mà có lấp lánh là thử thách ở cho căn cứ thợ xây. Còn đối với những cái màu sáng hơn thì nó sẽ dành cho ở ngôi làng chính. Ví dụ như ở cái hàng đầu tiên các bạn thấy là súng cối hai nòng này, tháp đồng hồ này, mỏ gem này, phá tường này, thì nó có cái bling bling sáng sáng ở xung quanh. Đấy là của căn cứ thợ xây. Tiếp đến ở cái hàng thứ hai, màu blue không thôi, màu xanh không thôi, thì nó là của làng chính các bạn nhé. Và thường thì chúng ta sẽ chọn những cái mục là có những cái điểm này nó nhiều rồi các bạn này. Đây, hiện tại là như thế. Cái này là nhiều điểm nhất. Tuyệt vời không? Mà hiện tại thì tớ cũng sẽ mong muốn là đánh những cái trận nào nó nhẹ nhàng chẳng hạn. Thì anh em có thể ở đây 150 điểm thì các bạn chọn từ cướp tối thiểu 200.000 vàng từ một trận chiến nhiều người chơi. Cái này là quá dễ rồi, đúng không? Rồi, làm thử trước một trận 150 điểm nhá. Ok, và vừa mới hoàn thành xong cái thử thách, đem được một trận này luôn các bạn nha. Ui giời, combo mãi đỉnh. Ok luôn rồi. Đây, bây giờ thì xin lính. Trong quá trình các bạn chọn điểm để mà chơi này các bạn, nhiều khi anh em bảo là ui mình lỡ tay thôi chứ mình không muốn chọn cái nhiệm vụ 150 điểm này chút nào. Đấy, vậy thì khi mà các bạn bấm bắt đầu rồi thì các bạn muốn làm một cái nhiệm vụ khác và các bạn xóa bỏ nó đi. Đây, các bạn xóa bỏ. Và các bạn muốn ngay lập tức có lại cái nhiệm vụ mới nhiều điểm hơn. Anh em nhìn xuống bên dưới thấy 400 điểm chẳng hạn. Ồ, tuyệt vời cái này. Thôi thì bỏ ra 3 gem để đánh vậy. Nhưng không sao đâu. Các bạn có thể sử dụng một tài khoản khác hoặc là một cái ảo khác của các bạn ở trong clan để anh em làm tiếp nhiệm vụ. Thì không cần phải chờ đợi 9 phút này. Mình làm nhiệm vụ khác mà. Đằng nào thì cũng cố gắng lấy để làm chung trò chơi hội cho cả clan, đúng không? Nên anh em chuyển ảo làm tiếp không sao nha. Bởi vì trò chơi hội là một cái trò chơi tập thể mà. Nên anh em cứ thấy cái này không được thì anh em chuyển sang ảo khác. Ví dụ như ảo này. Tôi có rồng điện ở đây. À, tức là một trận, một cái nhiệm vụ gì đó cho nó hấp dẫn hơn đi. Đây, đâu rồi? Cái này, phải chỉ cần phá một mỏ thôi. Cái nhiệm vụ này anh em làm căn cứ tự xây, anh em quá đã luôn. Đánh nhanh, vèo cái ở sau. Ví dụ, sang quạt trả đi. Mà nhiệm vụ đấy là gì nhỉ? Phá cái gì ấy? Ok, không sao cả. Cứ combo này. Đây, đây là cái combo mà phổ biến cho anh em ở cụm khu vực phía dưới đánh. Kể cả căn cứ thợ xây cấp 10 tớ cũng đánh cái combo này. Và cứ khi mà đã có mở được Giant với cả Cannon cạc với ôm bom mà tớ cứ chơi combo này thôi. Đây là một combo mà nó rất là hiệu quả cho các bạn, kể cả đi farm bình thường chứ không chỉ là làm trò chơi hội. Nó cũng rất là đơn giản luôn. Đây, các bạn là cứ cho Cannon hai bên này này. Khi mà đã nhắm thấy cái con phá tường này nó có kỹ năng rồi. Đấy, có đủ đam kỹ năng hoặc là bật như này là đập gồng tướng cho nó đập đam lan phát thì đấy, ok. Như vậy nó lại đơn giản luôn ạ. Sao? Chuẩn bị đấy. Quá là easy luôn. Sang làng 2 chơi tiếp cho nó nhẹ nhàng này. Vút thế nào. Rồi, em phá tường qua đây một chút. Nhanh nhanh lên không, cái này nó đập cho gồng các bạn ạ. Hết máu. Hết máu là phải gồng nhanh không nó nện cho thì tím. Rồi, ok luôn chưa? Đấy, combo quốc dân luôn, đảm bảo cho anh em đánh thắng 100% ở màn đầu tiên. Còn sang màn thứ hai, anh em đánh được hay không nữa phải tùy tiếp nha các bạn. Nhưng mà thường thì xong bên này rồi sang bên kia nó nhẹ nhàng. Bởi vì như trong trận thi đấu này thì đang còn tận 2 cannon. Và bây giờ mình sẽ qua bên kia. Ok. Và chúng ta có thêm một giant nữa. Giant thì cứ đưa ra mà đỡ thôi. Tướng thì cứ vào công trình này thôi. Súng ống thì cứ vào quay nó. Ném phá tường thì bật kỹ năng lên. Thế là xong. Và như vậy là đảm bảo 200% luôn.
Thì theo tớ thường thì các bạn hãy chọn cái nhiệm vụ mà đánh 6 ngôi sao ở căn cứ thợ xây cho cái căn cứ thợ xây của các bạn mà khi mà có hai màn để các bạn hoàn thành cái thử thách một cách nhanh nhất. Ví dụ như ở đây mình có thể giành được 6 sao luôn. Đây là một cái mẹo cho anh em hoàn thành tốt luôn nha. Bởi vì cái đấy điểm rất nhiều, uy tín luôn. Sau một hồi làm một số nhiệm vụ thì bây giờ các bạn có thể nhìn vào cái bảng thử thách ở đây thì chúng ta đã có rất nhiều cái mốc 600 điểm, 400 điểm, 300 điểm và có những cái nhiệm vụ cực kỳ đơn giản. Ví dụ như đối với những bạn nào đang cần tài nguyên và các bạn sử dụng Sneaky Goblin để đi farm chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng để phá hủy cái kho chứa tiên dược này. Các bạn có thể sử dụng cướp tổng cộng 8.000 hạt tiên dược. Nó rất là đơn giản, nhiều khi chỉ cần có vài Goblin trong vòng chưa đầy 5 phút thôi, 3 phút luôn là đã có được những cái nhiệm vụ này rồi. Hoặc là cái đơn vị siêu binh lính đấy, các bạn sử dụng 100 không gian chiếm dụng thì các bạn có thể xin ở trong clan của các bạn. Hoặc là đối với những người chơi mà có được cái huy chương đột kích thì các bạn có thể tự xin lính một cách rất là đơn giản luôn. Ngoài ra thì trò chơi hội của chúng ta nó có tận 6 ngày nên các bạn không cần phải vội. Mỗi ngày các bạn đánh 1.000 điểm thì trong 4 ngày các bạn cũng đã có đủ cho mình là 4.000 điểm để nhận được cái phần thưởng cuối cùng bonus ở đây. Và đối với những bạn nào mà ví dụ như các bạn làm trò chơi hội ở clan A nhưng các bạn bị kích sang clan B thì các bạn không thể bắt đầu trò chơi hội ở clan B được mà các bạn bắt buộc phải muốn quay trở lại clan A để làm tiếp trò chơi hội. Nhưng ngoài ra nếu ở clan A của các bạn mà đã làm hết cái 6 cái cột mốc phần thưởng này thì các bạn vẫn có quyền nhận được phần thưởng khi mà các bạn không ở trong clan A. Nên anh em cứ thoải mái yên tâm. Nhiều bạn cứ hỏi tớ là em làm trò chơi hội đang giữa chừng nhưng mà bị kích thì có nhận được phần thưởng không? Các bạn nhận bình thường, yên tâm các sếp. Vừa rồi là một số cái mẹo để cho anh em làm nhanh trò chơi hội các sếp nha. Và anh em cứ bình tĩnh mà làm. Đây là một cái kiểu của chơi tập thể mà. Nên anh em nào mà lỡ mà chưa kịp làm được hết thì các bạn cứ cố gắng đánh cái nhiệm vụ 50 điểm hoặc 100 điểm thì cũng có phần thưởng rồi nha. Các sếp nào thấy video này hay hữu ích anh em nhớ cho mình like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình nhé. Các sếp nào múc vé vàng này, gói gem hay những cái gói ưu đãi trong cửa hàng mà các sếp bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì cứ tham khảo trong fanpage Akari Gaming của mình với hơn 144 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia nha. Sếp nào tự nạp được rồi anh em nhớ nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Còn bây giờ thì bye bye, chúc anh em thành công trong chơi hội nha.